Tập đoàn Flamingo hôm nay đã tổ chức khởi công dự án Flamingo Tân Trào tại Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong phân khúc du lịch văn hóa nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần phát triển du lịch ở địa phương này. Dự án có quy mô gần 25 hectare, theo mô hình nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa với tổng mức đầu tư là hơn 660 tỷ đồng. Các công trình của dự án là khu Shop House, Homestay, tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 4 sao với kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và gần gũi với thiên nhiên. Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút du khách đến với khu du lịch quốc gia đặc biệt Tân Trào, đồng thời tạo việc làm trực tiếp và thu nhập ổn định cho đông đảo người dân địa phương, qua đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Tuyên Quang.